Vào chiều nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thông xe hầm chui Trần Quốc Hoàn, Phan Thúc Duyệt kết nối với nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tham dự buổi lễ. Hầm chui Trần Quốc Hoàn, Phan Thúc Duyệt là gói thầu xây lắp số 9 thuộc dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn, Cộng Hòa. Phần hầm chui với tổng chiều dài 402m, trong đó đoạn hầm kín dài 42m, đoạn hầm hở dài 360m, cùng hệ thống máy bơm thoát nước cho hầm. Dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn, đường Cộng Hòa, quận Tân Bình là dự án trọng điểm quốc gia, cùng khởi công với dự án xây dựng nhà ga T3 vào ngày 24 tháng 12 năm 2022. Dự án có mục tiêu xây dựng một tuyến đường mới nối đường Trần Quốc Hoàn với đường Cộng Hòa, kết nối trực tiếp với nhà ga T3 của Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất với tổng chiều dài 4km, mặt cắt ngang 6 làn xe. Cùng với việc hoàn thành thông xe gói thầu số 9, Ban Giao thông cùng các đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công các gói thầu còn lại của dự án đã phát động đợt thi đua 130 ngày đêm, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành thông xe toàn bộ tuyến đường vào ngày 31 tháng 12 năm nay, sẵn sàng phục vụ nhà ga T3 khi đưa vào khai thác. Tổng công ty 789 là đơn vị thi công gói thầu số 12, thi công cầu nối đường Trần Quốc Hoàn và đường Cộng Hòa vào nhà ga T3 đã đạt 90% sản lượng để về đích sớm so với tiến độ đề ra. Chúng tôi giờ này triển khai là tương đối là thuận lợi, thông thường là 3K. 3K thì làm ngày làm đêm để tổ chức đảm bảo về quân số, về con người, về kế hoạch để tổ chức thực hiện theo đúng quy định của trong các công tác quản lý. Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn, đường Cộng Hòa có nhiều điểm mới nổi bật như thiết kế và hướng tuyến đảm bảo mục tiêu bảo vệ được nhiều di tích lịch sử, công trình văn hóa dọc tuyến như khu lưu niệm cụ Phan Chu Trinh, trại David trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Số lượng cây xanh, cảnh quan được tăng cường, biến tuyến đường này thành tuyến đường hoa, tạo ấn tượng tốt đẹp khi ra vào cửa ngõ Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sau hơn một năm khởi công, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành thông xe hầm chui Trần Quốc Hoàn và tiếp tục phát động 130 ngày thi đua đưa toàn dự án về đích sớm. Đây là sự quyết tâm rất cao của Đảng bộ, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là sự đóng góp rất lớn của người dân đã nhường chỗ ở, nhận đền bù để phục vụ cho dự án. Thủ tướng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh cần quyết tâm hơn nữa trong giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng nguồn lực đang có, góp phần tạo ra không gian phát triển, giá trị mới, đặc biệt là giảm thời gian đi lại, chi phí logistics, tăng tính cạnh tranh của hàng hóa và nâng cao hiệu quả đầu tư. Từ những kết quả tích cực, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm động lực để làm hàng loạt công trình khác. Trước mắt là đưa các dự án trọng điểm hoàn thành trong 5 tháng cuối năm, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.